Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: "Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với." Nhưng Chúa đáp: "Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không ai bị lấy. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." Trên dặm đường rao giảng tin mừng, thỉnh thoảng Đức Giêsu và các môn đệ gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Marta là chủ nhà đón tiếp Đức Giêsu, chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng. Chị lo lắng trước bao việc phải làm ngay để có được một bữa ăn thịnh soạn, hầu tỏ lòng kính trọng đối với vị khách. Trong khi đó, cô em Maria lại vô tư và bình thản, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời người. Maria say mê nghe lời Chúa, lời mở tâm tư cô ra trước những chân trời mới mẻ. Cô thấy chẳng có gì hạnh phúc hơn giây phút này, được ngồi nghe thầy giảng như một môn đệ thực thụ. Marta không hiểu được cô em gái, chị cũng không hiểu được Đức Giêsu, nên cuối cùng chị đã đến thưa với Chúa. Thầy không để ý tới sao? Marta muốn thầy để ý đến việc mình đang làm, muốn thầy nhận ra sự vất vả mình phải chịu. Em con để mình con phục vụ. Marta tưởng chỉ có mình mới là người phục vụ. Chị không nhận thấy rằng Maria cũng đang tiếp khách, và ngồi nghe Chúa cũng là một cách phục vụ. Xin thầy bảo em con giúp con một tay. Marta kéo Đức Giêsu vào cuộc, kéo Ngài đứng về phía mình, phía đúng, để gây áp lực trên cô em. Chị muốn Maria phải vào bếp với mình, phải phục vụ theo kiểu của mình. Ngấm ngầm, Marta không chấp nhận kiểu phục vụ của Maria. Có lẽ chị nghĩ đó là một hành vi vô ích, trong khi có biết bao việc quan trọng khác cần làm. Đức Giêsu không ghét Marta, không coi nhẹ việc phục vụ của chị, nhưng buộc lòng Ngài phải lên tiếng. Ngài muốn giải phóng Marta khỏi nỗi bồn chồn quá mức. Ngài muốn giải phóng chị khỏi cái tôi, khỏi lối nhìn hẹp hòi, để nhận ra điều duy nhất cần thiết. Ngài gọi tên chị hai lần: "Marta, Marta, con lo lắng và xao động vì nhiều chuyện quá. Dù chuyện ấy là chuyện con lo cho thầy, cần thanh lọc lòng mình khỏi những tìm kiếm vị kỳ, khỏi những ganh tị nhỏ mọn và tự mãn ngấm ngầm, để có thể làm việc cho Chúa trong bình an thư thái,
dù có gặp thất bại hay bị lãng quên. Chỉ có một chuyện cần mà thôi, coi chừng nỗi lo lắng về nhiều chuyện phụ lại làm ta quên mất chuyện chính, một chuyện cần hơn cả. Đó là an tĩnh gặp gỡ và lắng nghe Chúa mỗi ngày. Trong tư thế khiêm hạ của người môn đệ, cuộc sống dồn dập hôm nay dễ biến chúng ta thành mác ta, sao động, âu lo, căng thẳng, mất kiên nhẫn. Cả người làm việc cho Chúa cũng bị cuốn hút. Có lẽ cần bớt việc làm và thêm giờ cầu nguyện. Cần để cho Chúa làm việc nơi tôi và qua tôi, thay vì tự mình bươn chải một mình. Phải chăng đời Kitô hữu là kết hợp giữa Marta và Maria, giữa tất bật và an tĩnh, giữa lăng xăng và ngồi yên, giữa hoạt động và cầu nguyện, để rồi giữa tất bật tôi tìm thấy an tĩnh, giữa lăng xăng tôi thấy mình ngồi yên, giữa hoạt động tôi thấy mình chiêm niệm. Khi con bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc bị xao động. Xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. Amen.